Nếu thấy hay và hấp dẫn các bạn like, chia sẻ và bình luận giúp mình nhé. Nếu thấy hay và hấp dẫn các bạn like, chia sẻ và bình luận giúp mình nhé. Nếu thấy hay và hấp dẫn các bạn like, chia sẻ và bình luận giúp mình nhé.